cho son phô, hit cho son, nhưng mà quân bên mình là tươi hơn. Cho son cho game thủ thành lắc, phô cho game thủ U98. Phía đội bạn là hit cho son, hit của màu 2 Tùng Anh nếu tôi không nhầm, và cho son của game thủ Trương S. Hình như là như vậy. Trận đấu thứ hai của C4 của chúng ta vẫn đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Hiện là tất cả anh em đang quan ở trên khung chat của fanpage game thủ U98 với 760 người đang xem. Ghê không? Người đang theo dõi. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. 25-28 và bài cho son kích ở trong đấu 7 với 25 nông dân dành cho game thủ tỉnh Lắc rất tươi. Còn đây màn máy của game thủ U98 cầm phô, bài phô thế nào đây, hãy cùng chờ đợi xem. Hiệu 5 đang được đá về với chiếc BS. Hiệu 5 đang được đá về. Sáu dần và là 8-4-1, như vậy trận đấu này thì không ngon lắm dành cho game thủ U98. Đây là màn máy của Thành Lắc. Như vậy là bạn chỉ cả hai game thủ đều dò trên 20%, khá ngon. Tất cả đều dò trên 20% dành cho cặp đôi của phía team Nghệ An. Một bài kích ở khoảng gần 10.5, 12.3 với 25 đồng dân cho son. Và bây giờ thì sẽ là chiếc bếp để có thể ăn vàng ngay. Trận đấu mà bên mình có lợi thế hơn do lên đời sớm hơn.
bài phô Asia của game thủ 98 thì vẫn lên đời muộn như vậy, nhưng mà có lẽ là ép quân thì sẽ dễ dàng hơn. Lên cấp công dành cho game thủ Thành Lắc, vẫn còn một bãi quả. Có thể ra được thêm một cái ruộng nữa. Như vậy là gặp nhà của game thủ Tùng Anh. Như vậy là Tùng Anh là người cầm cho Son và chưa ghép nên là người cầm hit. Một tên game thủ dường như game thủ cho Son chọc chéo. Và đây là nhà của game thủ Không Được Khóc, pha vẩy e rất tốt của Khóc. Như vậy là lên đời Tùng Anh cũng là một bài kích trong đầu 10. Chỉ sớm hơn, chỉ muốn hơn so với game thủ màu 1 này một chút xíu thôi. Quan trọng hơn hết đó là game thủ Thành Lắc đã là người mất con giò. Còn phía bên kia thì Tùng Anh vẫn đang còn nguyên. Không ổn rồi, trận đấu Thành Lắc mất hơi nhiều so với quy định. Đó khi đề mặt nói 18 và 7 trên 48. Điều tôi lo ngại trong trận đấu này đó là con phô à con hit đi của game thủ Không Được Khóc vẫn đang chưa mất gì. Còn Thành Lắc mà chém như thế này thì có vẻ như lợi thế sẽ thuộc về các thành viên của bên phía team Nghệ An trong trận này. Phải ngoáng được một khoanh ruộng của đội bạn cơ thì mới có thể cân được, bởi vì cung phô cũng hít sự khác nhau rất lớn. Và điều quan trọng đó là chém trong tay của game thủ Tùng Anh vẫn đang còn. Trận mà game thủ U98 bị đẩy vào một thế thủ. Khớp của một tên đi quân lỗi. Và ngon, và điều đó khiến cho trận đấu đang trở nên có thêm một chút lợi thế dành cho game TV. Thực ra thời điểm này thì chúng ta vẫn là những người bất lợi hơn. Mà đánh máy của game thủ Thành Lắc để xem như nào tham lai ạ. Vâng, như vậy tham lai một chữ số thì khê. Trận đấu này đúng là một trận đấu khê. Thank you.
71/92. Đánh bay được nhà của người cầm Hitty. Theo tin báo về của game thủ Thành Lắc là đánh trên được khá nhiều dân của game thủ Tùng Anh. Và không được khóc là người bay ruộng. Thế thì ngon. Nhưng mà vấn đề là 98 ruộng cũng đang không quá yên ấm. Cùng chờ xem là thế trận nó sẽ diễn ra như thế nào. Không ai xem tham. Bên kia theo tin báo về là cũng đã bay hết ruộng nhà đội bạn. Cũng là một cái nhà xấu thôi. Cùng là Hitty. Không quá đông dành cho game thủ Không Được Khóc. Điểm số khóc đang cao. Không xem tham thì tôi không biết thế trận như thế nào. Chỉ cần một tơn soi tham thôi tôi nhìn thấy. Như vậy theo tiền báo về là tham lai đi nhiều. Như vậy đội bạn cũng sẽ không có quá nhiều dân trong trận này. Và đây là một thế trận đánh được. Ước gì đây là cung đờ của Egypt thì ngon hơn rất nhiều. Theo thông tin báo về là màu 2 cũng chết cực kỳ nhiều dân. Như vậy là cũng sẽ cân được với game thủ Thành Lắc. Và ở trong trận đấu này thì có vẻ như là nếu như tham lai của game thủ màu 2 cân với Thành Lắc thì đây là một tham tươi dành cho game TV. Có vẻ như tươi được trở lại khi mà đội bạn cũng đã đánh để mất rất nhiều dân chứ không hề vẫn chưa đánh cũng không hề tốt như thế nào một chút nào dành cho cặp đôi của phía team Hào Anh Nghệ An. Một điều mà đáng lý ra các anh phải là người đánh tốt hơn khi mà game thủ Thành Lắc bị chăn tham lại 8 ngay khi đời những khoảng ra đầu tiên của trận đấu. À, vẫn đang phát đều dành cho game thủ U98. Tham lai là 75. Đây là tân đấu quân mà U98 đang đông hơn. Đang đông hơn trong tân này. Liệu rằng Hitty có thể sóc được quân đấy không? Chúng ta cùng chờ đợi. Tám đang ra được quần rất đều. Còn Khóc thì sao? Theo tin báo về là Thành Lắc đang chạy ở trong nhà của game thủ Không Được Khóc. Tham lai là 6 thôi. Vẫn không một phần chuồng để cầm Hitty. Nhà Hitty cũng rất xấu về rừng. Phải nói là như vậy. Các bạn có thể thấy không hề có rừng trong trận này. Và thế này là một thế mà tôi nghĩ rằng các game thủ bên phía từ GTV hoàn toàn có thể đánh tốt. Đây là tân op A của game thủ U98. Đây rồi, đang đuổi. Vâng, bắt được luôn đấy, tập trung vẩy e. Đây là pha vẩy e của U98, bắt hết sạch cung của game thủ Không Được Khóc trong tuần này. Ở nhà vẫn cần phải chú ý. Đang đấu rồi đấy.
Vâng, trở lại với trận đấu này thôi, vẫn đang hết sức căng khi mà hết đi của game thủ không khóc cũng không hề ít dần một chút nào cả. Nhưng U98 tham lai chỉ là 60, không thể nở ra được quá to khi cú liên tiếp bị chân. Quá hay. Nhưng giá như một trận đấu này Thành Lắc đánh tốt hơn thì Tham vẫn đang cần. Cùng chiến tuyến phía bên kia thì không khóc cũng có một tham lai tương tự với game thủ U98. Không ngừng dồn ép quân lên tới từ U98 trong trận này. Tham Lai là 68, lại phải chống phong bông khi mà chuẩn bị có chém móc bắn vào U98 trong trận này. Bắt đầu để chế độ nature, U98 đang là người đông quân hơn. Và dường như Khóc đang có một tuần mà không chú ý. Không, Khóc lại tiếp tục giật vào, vẫn có nhiều cung gờ. Khóc vẫn đang thủ nhà bằng hai đạo, ở nhà, bãi gỗ. Xấu như nhau thì cả hai game thủ. Và thậm chí rằng là nhà Khóc còn có rừng, những nhà Khóc còn đẹp hơn cơ. 63, màn hình máy của Thành Lắc, để xem Thành Lắc hồi vâng tham lai là 15. Ừ, bắt đầu lọt vào trong rừng của game thủ không khóc rồi, cứ cố gắng áp lực đi. Khóc không chú ý bãi gỗ này. Hay quá, nó vẫn chưa chú ý đâu. Bây giờ thì bắt đầu chú ý rồi. Ăn được khá khá dân của Khóc nhá. 6-7 dân đấy. Năm nay là 60. Bây giờ thì quay trở lại với máy U98. U98 bắt đầu lọt được vào phía bên trong diện chính. Và Khóc bung ruộng chính trong trận này kìa, chạy đi. Thế nó chạy đi kìa. Khóc bung ruộng chính trong trận này. Khóc vẫn đang ép quân là yếu hơn so với game thủ U98. Thế trận vẫn đang cân, tham lai vẫn đang cân chặt. Dành cho game thủ Thành Lắc vẫn đang đấu quân rất nhiệt tình. Thành Lắc tham lai là 25. Hay quá, cố gắng nâng chém 4 được không? Ôi, nhà nó rừng xấu lắm Thành Lắc, đi mau đi quả rừng đi. Đấy, cái rừng kia kiểu gì nó chán. Ở trên này rừng mất rồi. 26 trên 26 trên 43. Đập chết thì con được chém. Hai. Hãy
khả năng là Lắc phải tạt lên bên trên. Và như vậy là Khóc đẩy một cơn to từ nhà của game thủ Thành Lắc trong trận này. Thì U98 rất nhiều phải tiếp tục áp lực đến nhà của Khóc. Lắc cố gắng móc rừng đi, thằng đấy cũng thiếu rừng lắm đấy. Đấy thì cái cánh rừng già bên trên ấy, ông không lọt được vào. Đấy, lọt vào đi vào. Lọt từ cái đường bay gỗ cũ của nó ấy. Đấy, sau đi vòng vào. Nó chỉ ăn mỗi những rừng thôi mà. Kìa, có tham đâu kìa. Kìa, họ mất thiếu rừng lắm. Chạy nhường ngược lên bay gỗ trên là đẹp đấy. Thôi mà thôi quản đi mà móc cái gì cũng được đấy. Tầm này nhà nó lủng vẹt thôi rồi. Nhà Khóc cũng đang rất lủng trong trận này. Và thế trận đúng là một thế trận mà rất khó nói. Như vậy là Khóc mang toàn bộ số lượng cung R của mình vào phía bên trong nhà để bắt chém cái gì. 98 áp lực lên nào. Đây là máy của game thủ U98. Tất tay áp lực nào. Chắc chắn quân của Khóc sẽ không thể đông bằng quân của U98 ở phía mặt bên ngoài. Khi mà Khóc đã mang thêm cung R nếu game thủ ở phía bên trong nhà. Trận đấu vẫn đang rất căng. Đây là 79/120. Có cung R của game thủ U98 để hỗ trợ cùng với Thành Lắc ở trong tình huống này. Nhiều quân và không có quá đông quân tới được game thủ không được. Khóc nhà đang cực kỳ yếu trong trận này và là 77/120 dành cho game thủ U98. Trận này đánh thắng có lẽ rằng đây là một trận đấu mà vượt khó thành công. Ổn, như vậy là cũng đã hết rừng ở phía bên mạng phía này rồi. Như vậy là móc rất dễ dành cho Thành Lắc thôi. Từ cái hướng từ 9 giờ lên 12 giờ là nhà nó bị ăn hết mấy cánh rừng dừa đấy. Và bây giờ thì chạy vào đúng là như chỗ không người. Nhà của Khóc bây giờ đúng thật là không bằng cả nhà của U98. Nhà của U98 thực ra là vẫn có một khoảnh ruộng. Còn sợ rằng là không có Khóc còn không có ruộng ấm mà ăn thôi. Vậy e dành cho game thủ U98 rất tốt. Đứng yên rồi. 76/120. Nhà vẫn đang bị quấy vào những mặt rừng. Đối phương cũng sẽ yếu rừng trong trận này. Và Thành Lắc cần phải làm tốt được cái nhiệm vụ của mình đó, đi móc máy. Thằm này là 15. Có một khoảnh ruộng. Vẫn đang bị quản. Đây là U98 73/120 24. Cánh rừng già chắc chắn là điểm đến của các thành viên bên phía cánh rừng già cạnh BA của game thủ không khác. Chắc chắn sẽ có tập trung rất nhiều dân ăn gỗ ở đấy. Đấy, được chưa? Khóc đang phải ăn gỗ. Sự đó thì ta nó phải ăn cả gỗ này để sóc quân. Vâng, như vậy là Tùng Anh quyết rồi. Trận đấu đánh cực kỳ chi chạc tới từ các thành viên của VGTV, nâng tỷ cầm hòa tỷ số 1-1 trong C4.